Xin kính chào quý vị và các bạn. Xe ô tô số tự động là rất thuận tiện, dễ lái, đặc biệt không tốn nhiều sức khi chạy trong thành phố. Người lái chỉ cần lên xe, nổ máy, nhả phanh và đạp ga. Tuy nhiên, để lái xe số tự động đúng cách và hiệu quả thì không phải ai cũng biết. Chúng ta cùng tìm hiểu trong video này nhé. Hộp số tự động của xe ô tô thường hiển thị các ký hiệu sau đây. Số P, dùng số này để khóa cần số khi đỗ xe hoặc khởi động động cơ, tuyệt đối không chuyển về P khi xe đang di chuyển. Số R, chạy lùi dùng để lùi xe, tuyệt đối không chuyển về R khi xe đang di chuyển. Số N là số trung gian. Số D, dùng khi lái xe bình thường. Với cần số ở số D, bạn có thể tự động sang số, chuyển số. Số 2, dùng để cung cấp thêm sức mạnh khi leo dốc hoặc cung cấp lực phanh động cơ khi xuống dốc ở số 2. Số L, dùng số này để cung cấp thêm sức mạnh tối đa khi leo dốc cao hoặc đi đường băng tuyết, lầy lội hoặc để xuống dốc cao với lực phanh động cơ lớn nhất ở số 1. Ngoài ra, trên cần số 1 xe Suzuki tự động 4 cấp như XL7, Ertiga, Seat có con nút OD ý nghĩa là Overdrive để bật, tắt chức năng OD On là tự động chuyển số từ 1 đến 4, chức năng OD Off là tự động chuyển số từ 1 đến 3. Sử dụng xe tự động, khi bắt đầu cuộc hành trình, người lái xe chỉ cần đưa cần số từ P xuống R, nếu cần phải lùi xe, hoặc từ P xuống D để xe chạy bình thường và không cần bận tâm đến việc phải dùng tay phải để vô số như xe số sàn. Khi đến đích, người lái xe đưa cần số về lại P để đậu xe. Khi vào những đoạn đường không trắng nhựa, tùy theo địa hình dốc cao, bạn có thể chọn số 2 hoặc L để vượt qua, xong rồi trở về D để chạy bình thường. Khi ngừng đèn đỏ ngắn vẫn để cần số ở vị trí D, thả chân ga và đạp chân thắng bằng chân phải. Dùng N khi cần phải đẩy xe hoặc được xe khác kéo. Việc chuyển từ số D sang số 2 và L hoặc ngược lại được thực hiện trong lúc xe đang chạy với vận tốc vừa phải. Lưu ý, trong mọi trường hợp, không sử dụng chân trái. Sử dụng chức năng nút Overdrive. Thông thường, chúng ta lái xe ở chế độ OD On. Chế độ Overdrive cho phép xe chuyển số lên số cao nhất. Ngược lại, chế độ OD Off giới hạn không cho xe chuyển sang số 4. Người lái nhấn nút OD trên số này một lần và khi đó đèn OD Off trên đồng hồ hiện ON. Chế độ này phù hợp để lái xe lên, xuống dốc, phanh động cơ ở số 3, giảm sử dụng phanh. Dùng vượt xe khác, hộp số sẽ tự động chuyển số 4 về số 3 để tăng moment xoắn. Tăng tốc độ xe để vượt xe khác nhanh chóng, an toàn hơn, đồng thời giúp lái xe mạnh mẽ hơn. Nhấn nút một lần nữa, hộp số sẽ chuyển về lại 4 cấp. Trên đây là các thao tác cơ bản để lái xe Suzuki số tự động hiệu quả và cách dụng chức năng của nút OD Off. Hiện tại các dòng xe của Suzuki đang có rất nhiều các ưu đãi và khuyến mại rất hấp dẫn. Để biết thêm thông tin chi tiết về các ưu đãi này, xin mời quý vị và các bạn liên hệ số hotline 0911 709 278 và hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ và đón xem các video tiếp theo. Xin cảm ơn.